Kính thưa quý cô chú bác và quý anh chị, đứng trước bối cảnh kinh tế đang suy thoái nghiêm trọng và càng ngày càng nghiêm trọng hơn, thì mỗi người những ai thường hay đặt câu hỏi tại sao, bởi tất cả mọi việc đều có nguyên nhân và gốc rễ của nó. Nơi mỗi con người, quá trình thức tỉnh đó là một cuộc chiến kéo dài. Quá trình thức tỉnh chính là chiến thắng chính mình và đừng quên, chính thượng đế Đứng đã đánh động chúng ta được thức tỉnh trước mọi biến cố sự việc chung quanh đời sống của chúng ta mà tác hại trực tiếp hay gián tiếp đến đời sống của chúng ta. Thì đó là những người thức tỉnh giống như dân do Thái xưa. Chúa từ trời xuống đã thức tỉnh dân do Thái nhưng nhiều người đã không nhận ra được điều đó. Hai năm trước, ngòi nổ giữa Nga và Ukraine đã xảy ra và cho đến bây giờ vẫn chưa tắt. Tháng 10 vừa qua năm 2023 là xung đột giữa Israel và Hamas và bây giờ là giữa Mỹ và Anh với Houthis Yemen. Trước biến cố này chúng ta thấy thế giới có được sự bình ổn và kinh tế phát triển sắp tới hay không? Những chiếc máy bay chiến đấu của Mỹ và Anh đã bắt đầu tấn công Hollis ở Yemen và ngoài nổ chiến tranh Trung Đông đang lan rộng và hòa bình đã cất khỏi mặt đất như lời chính Chishu đã phán, người dân khắp nơi sẽ nghèo lại càng thêm khổ và đầy sự bất an. Tòa Bạch Ốc ngày thứ 6, ngày 12 tháng Giêng năm 2004 đã biện minh cho việc Tổng thống Joe Biden ra lệnh quân đội Hoa Kỳ không kích Haldes ở Yemen để trả đũa những vụ tấn công của nhóm phiến quân này trên biển đỏ theo ABC News. Mỹ không muốn chiến tranh với Yemen, ông John Kirby, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia, cho phóng viên hay trên phi cơ Air Force One. Chúng tôi không muốn xung đột bất kỳ kiểu gì ở đây, ông Kirby nói Thật vậy, thời gian qua, Tổng thống luôn cố gắng tránh làm gia tăng xung đột, kể cả đợt không kích vào tối ngày hôm qua. Tổng thống Biden đã ra lệnh cho quân đội Hoa Kỳ phối hợp với Anh và đối tác khác không kích Hollis, với lý do nói rằng nhằm cho nhóm phiến quân này không thể tiếp tục tấn công thương thuyền trên biển đỏ tuyến hàng hải quan trọng. Tuy nhiên, chúng ta thấy sau cuộc không kích này, hàng triệu người dân Yemen đã đổ xuống đường biểu tình. Một con số đông đảo và đây nói lên điều mà người ta bất bình trước những cuộc chiến mà có thể nổ ra mà làm xáo trộn cuộc sống của người dân. Nhiều nhà lập pháp đã phản ứng trước quyết định của vị Tổng thống Dân Chủ và nói rằng nền kinh tế đang bất ổn và càng sẽ bất ổn hơn khi những kho dầu của thế giới như ở Trung Đông ở Nga và Ukraine đã đồng loạt đã bùng nổ chiến sự thì chắc chắn rằng nhiên liệu trên thế giới sẽ thiếu trầm trọng, trọng và giá cả sẽ đổi lên và nền kinh tế không chỉ một quốc gia và trên toàn thế giới sẽ hoàn toàn suy sụp nhiều người nhìn thấy vấn đề và đặt câu hỏi họ đang làm gì cho cuộc sống của chúng ta ngày nay Họ châm ngòi cho nền kinh tế suy sụp, họ châm ngòi cho những cuộc chiến bùng nổ để rồi họ muốn giảm dân số thế giới và lấy đi sinh mạng của nhân loại của con người, làm cho con người không còn khả năng sống trong cuộc sống bình an như trước đây nữa. Họ lấy lý do hòa bình để họ tạo nhiều cuộc chiến khác nhau, thực sự là vô nghĩa, thực sự là họ đang đánh lừa mỗi người chúng ta không ai có thể dùng bạo lực để mà kết thúc bạo lực Bạo lực chỉ có thể làm gia tăng bạo lực mà thôi Và sẽ không bao giờ mang đến hòa bình Với hình thức và tạo thêm bạo lực ở nơi này nơi kia Kính thưa quý cô chú bác và quý anh chị Bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận tâm trạng khủng hoảng của một gia đình vừa đi xa về thì phát hiện một tử thi đông lạnh trong tổ ống của mình. Sở Cảnh sát San Diego SDPD cho biết các thành viên trong một gia đình địa phương đã tìm thấy một thi thể nằm trong tủ đông lạnh trong căn nhà của họ vào ngày thứ Sáu. Ngày 22 tháng 12, theo đài NBC News, trong một thông cáo báo chí vào ngày thứ bảy ngày 23 tháng 12, cảnh sát cho biết các thành viên gia đình đã ngay lập tức gọi cho chính quyền sau khi họ tìm thấy thi thể trong tủ đông trong căn nhà của mình ở dãy số 4900 Giant Avenue vào khoảng 11 giờ 45 phút sáng. Thi thể đông đá này là một người phụ nữ nhưng chưa thể xác định những đặc điểm nhận dạng trong lúc này theo thông báo từ cảnh sát cho biết vì xác được đặt ở trong tủ đông lạnh một vị trí bất thường, SDPD cho biết ban đầu điều tra án mạng đang điều tra xem sự việc này diễn ra có gần ngay căn nhà được đặt thi thể không. do tình trạng đông cứng của thi thể, giới chức vẫn chưa xác định được nguyên nhân về cái chết và không rõ liệu là có vết thương nào liên quan hay không. phòng giảo nghiệm đang làm việc để xác định nguyên nhân về cái chết. SDPD cho biết cảnh sát đang tiếp tục thu thập thông tin để hiểu chuyện gì đã xảy ra và tại sao thi thể lại nằm trong tủ đông lạnh ở căn nhà mà cả gia đình đi vắng. Sở cảnh sát yêu cầu bất kỳ ai có thông tin hãy gọi cho ban điều tra án mạng theo số 619 531 2293. Kính thưa quý vị, trong bối cảnh tỷ lệ lạm phát thì tấm ngân phiếu tiền an sinh xã hội là dường như là nguồn huyết mạch kinh tế quan trọng dành cho người cao niên nói riêng đang chuẩn bị tăng nhẹ. Chính phủ Hoa Kỳ chuẩn bị thực hiện điều chỉnh chi phí sinh hoạt COL 3.2% bắt đầu từ tháng riêng năm 2024. Điều này có nghĩa là tiền trợ cấp hưu trí trung bình hàng tháng sẽ tăng thêm 59 đô, nâng tổng số tiền trung bình từ là 1848 đô lên là 1907 đô la Mỹ theo NBC News. Tuy nhiên, nhiều ông cụ bằng cụ chia sẻ kinh nghiệm của mình với số tiền tăng như vậy không là gì so với tỷ lệ lạm phát hiện tại mà các ông bà lão đang phải đương đầu trong vấn đề chi tiêu sinh hoạt của mình. Không giống như mức tăng mạnh vào 8,7% được chứng kiến vào năm 2023. Mức điều chỉnh hiện tại phản ánh tình trạng lạm phát và tính từ tháng 7 đến tháng 9 lần lượt ở mức lên đến hơn 4%. Tuy nhiên lạm phát cũng không chậm lại và cũng chưa làm giảm bớt căng thẳng tài chính đang diễn ra đối với người Mỹ có thu nhập thấp và cố định, đặc biệt là những người cao niên. Tính trung bình vật giá ở Mỹ đã tăng lên đến hơn 30% kể từ đại dịch nhưng mức điều chỉnh chi phí sinh hoạt COLA an sinh xã hội chỉ tăng 17,8% trong cùng kỳ mà thôi. Trong khi đó chi phí nhà ở ngày càng tăng đã tạo ra nhiều thách thức hơn với việc người cao niên phải dùng đến hơn 50% ngân sách gia đình để dành cho chỗ ở. Bà Mary Johnson, nhà phân tích chính sách của Liên đoàn Công dân Cao niên, nhấn mạnh về vấn đề dai dẳng của vấn đề lạm phát và đặc biệt là chi phí nhà ở trong khi đó chỉ có một số người cao niên có thể vượt qua được cơn bão tài chính thì những người cao niên có thu nhập thấp và trung bình có thu nhập cố định lại rơi vào tình thế rất khó khăn. Thêm vào căng thẳng về tài chính, các điều chỉnh phí bảo hiểm Medicare Part B sắp diễn ra tỷ lệ Part B tiêu chuẩn hàng tháng dự trù lại tăng khoảng hơn 10 đô lên đến là 174,70 làm giảm thêm tác động điều chỉnh lạm phát trên tấm ngân phiếu an sinh xã hội. Liên đoàn công dân cao niên nhấn mạnh một mối e ngại vô cùng cấp thiết, công thức được sử dụng để tính COLA vốn được thiết lập cách đây nửa thế kỷ không phải giải quyết được tác động không cân xứng của việc tăng chi phí chăm sóc sức khỏe đối với người cao niên. Liên đoàn ủng hộ việc áp dụng chỉ số giá tiêu dùng cho người cao niên CPIE có thể phản ánh chính xác hơn về mô hình chi tiêu của giới về hưu. Mặc dù thiếu các sáng kiến lập pháp tích cực thúc đẩy việc chuyển sang CPIE, Liên đoàn Công dân Cao Niên ước tính rằng những người cao niên nộp đơn xin an sinh xã hội hơn 30 năm trước sẽ nhận được thêm là 14.000 đô khi nghỉ hưu nếu chỉ số thay thế này được sử dụng. Khi người cao niên phải vật lộn với những thách thức tài chính này, và những tác động kéo dài của đại dịch, các lời kêu gọi về một cách tiếp cận sâu sắc hơn và tập trung vào người cao niên hơn để điều chỉnh kinh tế vẫn là một mối lo ngại cấp bách cho mọi người. kính thưa quý vị một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh xin trân trọng